đi ăn cưới vui hết nấc mà phải ra về sớm. Hòa Minzy bỏ lỡ cuộc quẩy tưng bừng vì nhận lời chạy xô. Tôi, tôi Trường Giang, Nhã Phương hai lần rời đi giữa tiệc vì con thơ đang chờ ở nhà. Chúc ừ, muốn sầm Xin yeah. chào mọi người. Trung yeah, bye bye. Phạm hai lần bàn tiệc cũng chưa kịp ngồi đã phải về nhưng lý do không giống nhau. Bye bye. Bây giờ Chu đi tập luôn nè. Ăn cứ giữa phải chạy đi tập đó. Lâm Vĩ Dạ Su Cana nhất đã chuồn sớm còn bị máy quay vây quanh đi không được. đã lên đồ đẹp chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc hết mình. ấy thế mà không ít ngôi sao đã phải ra về sớm vì những lý do cá nhân đáng tiếc. có người thậm chí còn chưa kịp ăn uống gì luôn ấy. Hòa Minzy luôn là nhân tố tạo nét và khiến các đám cưới trở nên sôi động và vui tươi hơn hẳn. đám cưới nào có Hòa là không thể nào không có những khoảnh khắc hề để đời. nhưng đáng tiếc đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải mi thì lại không có vì ngày hôm đó người đẹp có lịch trình tham gia sâu khác nên không thể ở lại lâu. Hòa tới khá muộn, không kịp chào mọi người đã vội vào trong sau đó lên sân khấu hát chúc mừng cô dâu chú rể một bài là xin phép ra về luôn. Sau khi ra ngoài, người đẹp này còn không thể nán lại chụp hình với fan vì đang quá vội cho công việc. Hoa Minzy đi đám cưới mà không được quẩy quả nhiên là hiếm lạ khó tìm. Trong năm 2024 này, vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương luôn nắm tay nhau cùng đi đám cưới vô cùng tình cảm. Và hai đám cưới liên tục là đám cưới Minh Tú và Mizu, vợ chồng nhà này đều ra về sớm, nguyên nhân vì con thơ đang chờ ở nhà lần nào tới gặp phóng viên tác nghiệp nam mc cũng chiêu rủ mọi người cùng vào dự sau đó khi ra về anh cũng tiết lộ cho mọi người rằng tiệc đang vui sân khấu đang cực sôi động nhưng mà mình vẫn phải ra về trước tuy rằng không được hòa cùng anh chị em trong những màn đặc sắc nhất của bữa tiệc nhưng việc hai anh chị cùng rất tay nhau ra về cũng chẳng cô đơn chút nào đây gọi là nỗi buồn của bố mẹ bỉm cũng là niềm vui mà không phải ai cũng có được trung phạm mà đi đám cưới thì luôn luôn chỉ có hai trường hợp hoặc là chơi tới cuối tiệc như lần đi đám cưới minh tú hôm trước hoặc là chỉ vừa chấm tiệc dự được lúc làm lễ sau đó về ngay chẳng kịp ăn món nào đã thế anh chàng còn gặp trường hợp này hai lần luôn nha. Lần trước là ở đám cưới Diệu Nhi và anh Tú, hôm đó chun đi đám cưới cùng Ngô Kiến Huy nhưng hai anh trai đẹp chỉ kịp chạy tới giữa lúc làm lễ, sau đó là ra về ngay vì còn đi đám cưới thứ hai trong ngày hôm đó của Liêu Hà Trinh. Chun và Bắp cho biết may là Nhi Tú đã tổ chức tiệc độc thân tối hôm trước rất hoành tráng, nên việc họ phải về sớm trong tiệc chính cũng không quá đáng tiếc. Còn mới nhất thì chính là ở đám cưới Miju, vừa tới chưa lâu thì Chun đã phải ra xe về vì việc công. Chàng mỹ nam này chia sẻ anh phải về sớm vì có lịch tập luyện cho sâu có thể thấy Chun rất đầu tư cho lần tái xuất truyền hình này, hy vọng anh chàng có màn trở lại thành công. Lâm Vĩ Dạ đi đám cưới Mizu mà không có chồng, cô nàng ra về và thừa nhận là mình về sớm vì chồng đang chờ ở nhà. Tình cờ làm sao là chồng Lâm Vĩ Dạ cũng là Minh Đạt, trùng tên với chồng Mizu nên câu chuyện của cô càng thu hút chú ý hơn. Tuy nhiên dù muốn ra về ngay thì mỹ nhân làng Hải cũng không thoát được vì truyền thông quá đông, đứng tác nghiệp rầm rộ trước mắt. Ngay cả khi Lâm Vĩ Dạ nhắc tên Lan Ngọc và kêu cô sắp ra rồi thì đám đông vẫn không nhường bước. Cuối cùng chị đẹp đành phải đứng cười trừ chờ thời gian trôi để những người khác tới giải vây cho mình hoa hậu tiểu vi cũng gặp tình huống tương tự khi đi đám cưới đàn chị minh tú cô nàng ra về trước nhưng lại gặp rất nhiều camera nên ngại ngùng bối rối ra mặt cuối cùng người đẹp quyết định đứng lùi lại phía trong sảnh sau đó gọi xe xong xuôi rồi mới bước ra chào mọi người và về nhanh